Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có ích lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu nói với đám đông và các môn đệ rằng: Ai muốn theo tôi? Bây giờ tôi cũng xin phép được nói lại với anh chị em rằng: Anh chị em có muốn theo Chúa Giêsu không? Anh chị em có muốn làm môn đệ Chúa không? Có lẽ có người bảo rằng câu nói đó là thừa. Chúng tôi đi lễ tức là đã đi theo Chúa rồi còn gì nữa. Nhưng chúng ta suy nghĩ kỹ đi, không thừa đâu thưa anh chị em. Hầu như tất cả mọi người chúng ta đều theo Chúa từ tấm bé mới sinh ra. Rồi đâu có ý thức gì đâu. Lớn lên trong gia đình rồi trong sứ đạo các cái đi theo thôi. Ít khi chúng ta ngồi mà nghĩ lại rằng: Tôi đang đi theo Chúa, tôi là môn đệ Chúa. Hay đúng hơn, tôi muốn là môn đệ của Chúa. Tôi muốn đi theo Chúa. Khi muốn như vậy, Chúa Giêsu nói như vậy, Chúa muốn nói gì? Ai muốn thì đi theo, ai không muốn thì thôi. Tức là để chúng ta tự do chọn lựa. Nên cái việc đi theo Chúa là môn đệ Chúa, thưa anh chị em, là một hành vi tự nguyện, không bó buộc. Mình tự nguyện, tôi muốn đi lễ, tôi muốn đọc kinh, tôi muốn giữ chay, chứ không phải là luật buộc tôi phải giữ. Đối với những người đó, cái chữ luật buộc thế này thế kia không còn giá trị nữa. Luật đối với những người mà đã muốn theo Chúa rồi đó trở thành những là cái dấu chỉ thôi, những cái hướng dẫn thôi. Còn tôi muốn đi lễ Chúa Nhật chứ không phải vì luật buộc. Anh em để ý chuyện đó. Mà cái hành vi đạo đức càng tự do, càng tự nguyện bao nhiêu, càng có giá trị trước mặt Thiên Chúa bấy nhiêu. Bây giờ tôi không nói với anh chị em, nhiều người khác đó, vì Chúa Nhật là luật buộc cho nên phải đi lễ thôi. Không đi thì sợ tội, tội thì bị phạt ra hỏa ngục. Và lý do luật buộc đi như vậy đó thì cái hành việc đi lễ của mình giảm giá trước mặt Thiên Chúa vì nó không hoàn toàn tự nguyện.
Vấn đề quan trọng anh xem thấy chưa? Nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta đó, ít khi chúng ta ngồi chúng ta nghĩ lại xem. Tôi tự nguyện đi theo Chúa, ngày nào cũng vậy. Tôi tự nguyện làm việc này, việc kia, nhất là những việc đạo đức. Không ai bắt tôi cả. Và như vậy đó, thì cái việc chúng ta sống đạo, đi theo Chúa là môn đệ, mới có giá trị, mới đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu tôi thực sự tôi muốn, tôi tự nguyện đi theo Chúa rồi, thì tôi muốn bỏ mình, tôi muốn vác thập giá. Tôi tự nguyện bỏ mình, tôi tự nguyện vác thập giá. Tôi sẵn sàng bỏ mình, tôi sẵn sàng vác thập giá. Có như thế không? Đó, vì thế cái vấn đề nó đặt là tôi có muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ không? Vấn đề quan trọng lắm, thưa anh chị em. Thực tế chúng ta sao? Thực tế chúng ta đâu có muốn bỏ mình. Thực tế sao chúng ta đâu có muốn thập giá. Khó khăn, đau khổ, thử thách, cháy ý đến thì mình bực bội, buồn chán, phàn nàn, kêu trách. Rõ ràng tôi không muốn đi theo Chúa. Ai muốn đi theo Chúa, ai muốn làm môn đệ của Chúa thì sao? Thì cũng muốn bỏ mình, cũng muốn vác thập giá, tự nguyện bỏ mình, tự nguyện vác thập giá, sẵn sàng bỏ mình, sẵn sàng vác thập giá. Bây giờ thì chúng ta mới thấy cái vấn đề. Câu nói xem ra ai cũng biết, biết quá rồi chứ. Nhưng mà nhìn kỹ lại mới thấy rằng mình đâu có thực hành lời Chúa như Chúa muốn đâu. Nhất là vấn chuyện thứ nhất, bây giờ tôi nói vấn đề bỏ mình. Trước hết, không bỏ mình thì không phải là môn đệ của Chúa. Không bỏ mình thì không đi theo Chúa. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống chúng ta, luôn luôn chúng ta tìm ý mình được như ý mọi chuyện. Chúng ta cầu nguyện đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cũng để theo ý mình thôi. Ít khi chúng ta nghĩ tới ý Chúa. Bỏ mình là để làm theo ý Chúa. Bỏ mình là bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái sở thích của mình, bỏ cái mình muốn đó để làm điều Chúa muốn, làm điều Chúa ưa thích. Hạnh phúc thay những cái ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Chúng ta đâu có bao giờ thấy hạnh phúc đó đâu. Bởi sao? Mình không bỏ mình. Hôm trước tôi kể với anh xem đấy, gặp một người đó nói với tôi rằng là con cầu nguyện, con giận Chúa hoài, con giận cầu nguyện, cầu xin Chúa trả cho cái gì cả. Tôi mới nói rằng con cứ tìm ý mình làm sao mà được. Lớn rồi, người đó lớn ba mấy tuổi rồi. Ý mình không? Anh xem để ý xem, đó. Đến nhà thờ cũng tìm ý mình. Ở trong cuộc sống mình cũng tìm cái gì nó vừa ý cái. Đầu năm mới chúng ta cũng chúc cho được mọi sự như ý. Rốt cuộc chúng ta đâu đi đạo, được tiếng làm môn đệ của Chúa, được tiếng đi đạo. Nhưng chúng ta đâu có bỏ mình, đâu có bỏ ý riêng của mình, mà luôn luôn tìm mình. Như vậy thì chúng ta đâu có phải môn đệ Chúa. Mặc dù chúng ta vẫn đi lễ rước lễ đọc kinh, đâu có phải môn đệ Chúa. Chúa không đưa ra cái tiêu chuẩn đi lễ rước lễ đọc kinh là môn đệ, mà bỏ mình kìa. Hay nói cái khác, đi lễ rước lễ đọc kinh là để bỏ mình, quên cái mình đi, để luôn luôn tìm ý Chúa, làm cách đẹp lòng Chúa, làm vừa lòng người khác, tức là làm vừa lòng ý Chúa, chứ không làm vừa lòng mình. Vác thập giá mình, anh em nghe rõ, thập giá của mình nhá, mỗi người chúng ta đều có thập giá mình, nghĩa là cái gì? Nghĩa là thập giá Chúa Giêsu trao cho mỗi người chúng ta. Phải nhìn những đau khổ, thử thách, những cái trái ý, những cái nghịch cảnh đó là Chúa Giêsu đích thân trao cho tôi, mỗi người mà hoàn cảnh khác nhau. Đó, thập giá mình là như vậy đó.
Đừng có so sánh tại sao tôi như thế này, người kia như thế này, tại sao người kia sướng như thế mà tôi phải khổ như thế này. Không, mỗi người có thập giá mà riêng mình, tức là thập giá Chúa Giêsu trao cho. Chúng ta không sẵn sàng đón nhận mà. Mặc dù vẫn đi lễ rước lễ đọc kinh, không sẵn sàng đón nhận thập giá Chúa trao, thế thì sao, làm sao mà thành môn đệ của Chúa được? Nhưng mà thưa anh chị em, cái điều chính yếu ở đây đó Chúa không nói ra mà chúng ta phải hiểu. Tại sao Chúa lại đòi chúng ta phải bỏ mình vác thập giá để đi theo Chúa? Tại vì chính Chúa Giêsu cũng bỏ mình vác thập giá, đóng đinh vào thập giá nữa. Đi theo Chúa Giêsu là để nên giống Chúa, hay đúng hơn, đi theo Chúa Giêsu là môn đệ Chúa, để cùng với Chúa Giêsu bỏ mình vác thập giá. Không những vác thập giá, còn đóng đinh vào thập giá nữa. Thánh Phaolô nói, tôi đã cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, thế gian đã chết cho tôi và tôi chết đối với thế gian. Đó, người môn đệ là như vậy. Người môn đệ là người rập khuôn với Chúa Giêsu Kitô. Chúa sống thế nào, mình sống như vậy. Cả cuộc đời của Chúa không bao giờ Chúa làm theo ý của mình, chỉ làm ý Cha thôi. Tôi đến trần gian không phải để làm theo ý tôi, mà để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Tôi không tự ý làm điều gì cả, nhưng Chúa Cha dạy tôi thế nào tôi làm như thế. Đó là người môn đệ. Bây giờ tôi, đến lượt tôi, mỗi người chúng ta cũng nói rằng tôi không tự ý làm gì, Chúa Giêsu dạy tôi thế nào tôi làm như thế. Tôi không muốn điều này điều kia, Chúa muốn cho nên tôi sẵn sàng. Rốt cuộc thưa anh chị em, chúng ta tưởng mình đi làm, tưởng mình là môn đệ. Tôi nói là tưởng, chứ chưa thực, thật ra chưa phải là môn đệ. Người môn đệ lúc nào cũng bỏ mình, lúc nào cũng có thập giá mới là môn đệ. Hai cái tiêu chuẩn đó là cái dấu ấn xác định một người là môn đệ của Chúa Kitô. Cho nên không có vấn đề tránh né, tự nguyện. Ai muốn theo tôi mà, ai muốn theo tôi thì hãy muốn thập giá, muốn bỏ mình. Như vậy chúng ta mới hiểu rằng, thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta luôn luôn có đau khổ thử thách, luôn luôn có trái ý, luôn luôn có những cái làm cho mình không vừa ý. Nhưng cái đó là do Chúa Giêsu sắp xếp cho chúng ta với tư cách là môn đệ. Cho nên chuyện gì xảy ra trong gia đình tôi, hay là với mọi người, hay là thời tiết, hay là bệnh tật, các cái xảy đến đó, thì tôi tin rằng tôi mang những cái chuyện đó, tôi chịu những cái đó với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi đang đi theo Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu xác định tôi là môn đệ khi trao cho tôi thập giá dành cho tôi. Chúng ta phải nhớ kỹ những chuyện đó. Đau khổ, thử thách do, có thể do người này người kia, chuyện này chuyện khác, nhưng mà cuối cùng vẫn là do Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta tin tưởng, Đấng chúng ta đi theo, trao cho chúng ta. Không có cách nào tránh né, trừ khi chúng ta không muốn làm môn đệ Chúa nữa. Đó, mỗi người chúng ta nhìn đi, và phải nhìn tất cả mọi thử thách gian truân và xảy đến cho tôi đó, vì tôi là môn đệ của Chúa Giêsu cho nên mới có những chuyện đó. Vì tôi đi theo Chúa cho nên tôi mới tự nguyện không làm theo ý mình nữa, không sống theo ý mình nữa, không tìm mình nữa, mà luôn luôn tìm Chúa, tìm ý Chúa. Nhưng hơn tất cả, thưa anh xem, tôi nói lại, là chúng ta có Chúa Giêsu ở với mình để cùng
cùng chúng ta bỏ mình, cùng chúng ta phát thập giá. Đó là cái sức mạnh, là tình yêu, là cái động lực mạnh nhất, lớn lao nhất, khiến chúng ta sẵn sàng chấp nhận bỏ mình cùng với Chúa Kitô, sẵn sàng bắt thập giá cùng với Chúa Kitô. Chúa Kitô không rời chúng ta nữa, vì chúng ta tin vào Người. Tin tức là nên một với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ cần một điều, đừng có chịu một mình, đừng có bỏ mình một mình, nhưng tôi cùng với Chúa Kitô bỏ mình, cùng với Chúa Kitô vác thập giá. Thánh Luca kể về cái chuyện mà ông Simon vác thập giá Chúa Giêsu. Thánh Luca nói rằng người ta bắt ông Simon người Kyrene vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Những cái từ đó, thưa anh chị em, các nhà chú giải đó giải thích như thế này. Tức là cái phần chính của thập giá Chúa Giêsu vẫn vác, còn cái đuôi của thập giá đó là ông Simon vác theo sau Chúa Giêsu. Đó là cái hình ảnh rất đẹp về mỗi môn đệ chúng ta. Thập giá Chúa Giêsu trao cho chúng ta đó là thập giá của Người. Chúng ta vác một phần của mình đó, phần dành cho mình đó. Còn cái phần nặng thì chính Chúa Giêsu vác rồi. Ta vác cái phần nhẹ, phần của mình thôi, đi theo Chúa. Cần có Chúa Giêsu trong cuộc sống, cần sống với Chúa Giêsu trong cuộc sống, cần bỏ mình với Chúa Giêsu, cần vác thập giá với Chúa Giêsu, mọi sự trở nên tốt đẹp, mọi sự trở nên hoàn hảo đúng ý Chúa. Cuối cùng thì thưa anh chị em, xin đề nghị một cái lời cầu vắn tắt, anh chị em có thể nhớ mà làm. Cùng với Chúa Giêsu, xin Cha cứ làm đúng ý Cha, đẹp lòng Cha như Cha muốn. Xin Cha cứ làm đúng ý Cha, đẹp lòng Cha như Cha muốn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nắng mưa chiều ngã, đau bệnh mệt mỏi, các luôn luôn là hiểu ngầm là cùng với Chúa Giêsu. Xin Cha cứ làm đúng ý Cha, đẹp lòng Cha như Cha muốn.